Phật thuyết U Điền Vương Kinh, Hán dịch Sa Môn Thích Pháp Cự, phi âm và lược dịch điện tử Nguyên Tánh và Nguyên Hiện, việc dịch Thích Nữ Chân Tịnh tháng 12 năm 2006, biên tập Thích Phước Nghiêm. Đức Phật thuyết U Điền Vương Kinh, đời Tế Tấn Sa Môn Thích Pháp Cự phùng chiếu dịch. Ngay như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại nước Câu Thâm, vua đất ấy tên là U Điền. Trong nước Câu Thâm có thệ tâm tên gọi là Ma Hồi Đề, có người con gái nhan sắc xinh đẹp ít ai sánh bằng. Do thấy con xinh đẹp hiếm có nên đọc ông là tên là Vô Tỷ. Vua các nước lân cận dần dẫn người sang trọng quý phái đều muốn đến cầu hôn. Cha Vô Tỷ trả lời rằng, nếu có người đoan nghiêm sánh ngang với con gái ta thì ta sẽ ưng thuận. Bây giờ Đức Phật đang du hành tại nước ấy, thệ tâm thấy Đức Phật có 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp, thân sắc rực rỡ, oai nghiêm đoan chánh. Tâm ông vui mừng nói rằng, con gái ta có người sánh đôi rồi. Ông trở về nhà nói với vợ, ta đã tìm được cho chồng cho Vô Tỷ, hãy mau trang điểm cho con gái để ta dẫn đi. Rồi hai vợ chồng cùng sửa soạn, rồi con gái trang điểm rực rỡ, dùng chuỗi anh lạc đeo cổ, rồi cả ba người cùng đi đến chỗ Đức Phật. Người vợ thấy dấu vết Đức Phật đi ngay qua có tướng tốt, hào quang sáng rỡ, chẳng phải người thế gian có được, biết đây là bậc cao quý cõi trời. Bèn nói với chồng rằng, vị này thật cao quý là hiếm có ở thế gian, chẳng phải tầm thường. Ác là thân tâm thanh tịnh không có tham dục, người ấy sẽ không lấy con gái ta, không tự rước nhục vậy. Người chồng nói, tại sao biết như vậy? Người vợ bèn nói và kể rằng, người dâm đi gót chân, người sân đi ngón trước, người ngu bước dội vàng, riêng đây bậc chí tôn. Thế Tâm nói, những điều ấy chẳng phải người nữ, như người ngươi có thể biết, người không thích thì hãy quay về. Rồi Thế Tâm dẫn con gái đến chỗ Đức Phật, cúi đầu lễ chân Đức Phật bạch rằng, xin đại nhân thương xót tiếp thọ, thân con không có gì để cúng dường, chỉ có đứa con gái này, xin do ngài để hầu hạ mọi việc. Đức Phật dạy, ông cho rằng con gái ông là đẹp chăng? Đáp rằng, con được người con gái này có nhan sắc xinh đẹp thế gian không ai sánh bằng. Dù các nước cùng những người cao quý đến cầu hôn mà con không ưng thuận, trông thấy đại nhân là người có tướng tốt sáng rõ hiếm có trên thế gian, con muốn được cúng dường nên đem con gái đến. Đức Phật dạy, con gái ông xinh đẹp chỗ nào? Thệ Tâm đáp, xem từ đầu đến chân không có chỗ nào là không đẹp. Đức Phật dạy, lầm lẫn thay con mắt thịt, ta quan sát từ đầu đến chân không có gì là đẹp. Như trên đầu có tóc, nhưng lại giống như đuôi và lông của loài voi ngựa. Dưới tóc có xương sọ, mà xương này cũng như xương của kẻ giết heo chó. Trong đầu có não như bùn tanh hôi, nước mũi chảy ra đất thì không ai dám chẩm lên. Con mắt là hồ chứa nước, trong mũi có ráy, miệng có nước dãi, ruột gan phèo phổi đều là tanh hôi, bàng quang dạ dày chỉ là phân thối, khó bàn luận hết. Bụng là đẩy do chứa độ bất tịnh, xương khớp tay chân thì gân mạch chằng chịt, da xương dính liền nhau, dựa vào hơi thở mà cử động. Thế gian người gỗ có bộ máy, nếu tách ra từng chi tiết nhỏ thì tay chân rời rớt khắp nơi. Có gì xinh đẹp mà nói là ít có ai sánh bằng? Thuở xưa ta thiền định dưới cây Bồ Đề, bây giờ Ma Vương ở cõi trời thứ sáu trang điểm cho ba người con gái, hết sức lộng lẫy, có ai bị kịp, đến chỗ ta ngồi muốn phá ý chí của ta. Ta liền thuyết pháp bất tịnh cho họ nghe, thì những thân ấy liền biến thành bà lão, khiến họ xấu hổ bỏ đi. Này con gái ông, là đẩy đừng phân dơ có gì mà tham luyến, hãy mau đem về, ta không nhận đâu. Thế Tâm nghe Đức Phật dạy bẩm nhiên hổ thẹn, không còn lời nào đáp lại. Rồi bạch Đức Phật rằng, nếu ngài không nhận thì tôi đem gả cho vua U Điền được chăng? Đức Phật lặng yên không đáp. Thế Tâm liền đem con gái dâng cho vua U Điền. Vua đất đổi vui mừng, bèn phong cho Thế Tâm làm thái phó. Vua xây cung điện cho Vô Tỷ, cung cấp ngàn người để hầu hạ.
Hoàng hậu của vua bèn đến chỗ Đức Phật học đạo và đắc quả Tu Đà Hoàn, vô thị đem sự việc tâu vua. Vua nổi giận ra lệnh dùng 100 mũi tên bắn vào hoàng hậu. Hoàng hậu thấy vậy nhưng không lo sợ cũng không sân hận, chỉ nhất tâm niệm Phật, quán tưởng từ bi và quỳ dạy trước vua. Các mũi tên đều vây quanh hoàng hậu 3 vòng rồi dừng lại trước mặt vua. Vua bỗng nhiên kinh hãi lo sợ liền đi đến lên xe đến chỗ Đức Phật. Chưa đến nơi, vua đã vội xuống xe rồi đi bộ đến cúi đầu dưới chân Đức Phật, quỳ giải bạch rằng: "Con có tội nặng với Tam Bảo. Do nghe lời mê hoặc của Thê Thiếp nên khởi tâm tà đối với thánh chúng và khởi niệm ác, dùng 100 mũi tên bắn vào đệ tử Phật, nhưng mũi tên chỉ bay quanh khiến tâm con sợ hãi. Chỉ có Đức Phật là đấng chí tôn với lòng từ bi vô lượng. Đệ tử của Đức Phật còn có sức từ bi, huống là Đức Phật vô thượng chân chánh. Nay con nay quy y Tam Bảo, xin Đức Phật từ bi tha tội cho con." Đức Phật mỉm cười bảo rằng: "Hay thay nhà vua, hiểu rõ việc xấu mà hối lỗi. Đây là việc làm của người sáng suốt, ta tiếp nhận tâm thiện của ông." Vua cúi đầu làm lễ 3 lần, Đức Phật cũng tiếp nhận 3 lần. Vua lại cúi đầu rồi ngồi xuống thưa rằng: "Bản tánh sân hận buông lung, không có tâm nhẫn nhục, tha sân si không trừ bỏ, nên ưa làm ác, là nghe theo lời yêu nữ khiến không biết điều xấu. Con thì biết sau khi chết ác phải đọa vào địa ngục. Xin Đức Phật thương xót dạng rộng về tánh xấu của người nữ. Khi đã bị vào trong lưới đó rồi thì khó có thể tự thoát ra được. Con nghe tai họa ấy, ác sẽ tự răng mình và thần dân trong nước, nghe rồi cũng tự sửa đổi." Đức Phật dạy: "Hãy dừng lời hỏi này để tạm họ nói các nghĩa khác. Vừa thưa, các việc khác thì ngày khác nói cũng không muộn. Nay người nữ là mê hoặc gây ra tai họa lớn, đã không nghe Đức Phật dạy, họa ấy thì không do đâu mà xa lánh. Xin Đức Phật vì con mà phá tan sự trói buộc của địa ngục và sự ô uế của người nữ." Đức Phật dạy: "Hãy lắng nghe, người nam có tâm dục dâm dục xấu ác thì nhìn người nữ mỹ miều." Vừa nói: "Lành thay, con xin nhận lời giáo huấn." Đức Phật dạy: "Hãy lắng nghe, người nam có 4 điều xấu ác. Phải biết thế gian có kẻ gian phu, từ vọng tưởng nhìn ngắm người nữ, suy nghĩ nghe tiếng êm thấm của họ, bỏ qua chánh pháp, nghe điều chân chánh mà tin điều tà, bị lưới dâm trói buộc mà chìm vào nơi tăm tối, bị dâm dục sai khiến như đầy tớ sợ chủ, tham đắm sắc đẹp người nữ mà không biết chính lỗ nơi thân là do uế, chìm đắm trong ái dục như heo lang trong chuồng mà không biết hôi thối, lấy sự sung sướng cho là an lạc mà không nghĩ sau này rơi vào địa ngục chịu khổ vô lượng, để tâm nơi dâm dục, nuốt nước miếng của họ, vui đùa với máu mủ, trân quý như ngọt, ngọt ngào như mật, nên gọi là kẻ dâm dục. Đó là điều ác thứ nhất. Là nửa che miệng nuôi con từ khi mang thai đến sanh ra, từ nhỏ đến lớn chịu rất nhiều khổ nhọc, để khi con thành người thì lo sợ chơi bời phá sản, do đó tìm mai mối cưới vợ cho con, dù ở nơi khác cũng cố tìm đến, không kể xa gần, không sợ khổ nhọc. Đến khi được vợ thì đắm say mà bỏ quên mẹ, cha mẹ già, quý trọng vợ như là của báu, chỉ muốn vui đùa riêng. Nhìn thấy cha mẹ thì ghét, là tin lời mê hoặc của vợ, đến nỗi cãi cha mẹ mà không suy nghĩ thân này do cha mẹ sinh ra, phụ ân cao rộng của cha mẹ. Đây là điều ác thứ hai. Là nếu có người ở đời còn khổ lao nhọc, mà thường cúng dường tôn trọng sa môn, phạm chế với tâm thành tín cung kính, hiểu rồi thế gian là vô thường nên bố thí làm phước, sau khi lấy vợ thì mê đắm dâm dục, bị sự ngu si che lấp, bỏ chân chánh theo tà vậy bởi do nữ sắc. Có tâm, nếu có tâm bố thí nhưng khi gọi vợ thì vợ không đồng ý, đành bỏ hành thanh tịnh mà thành kẻ tiểu nhân, không biết hết kết quả của họa và phước, đem thân đối buộc nơi nữ sắc ác đọa vào đường ác mà không chịu sửa đổi. Đây là điều ác thứ ba. Là có kẻ làm con mà không nghĩ đến ơn nuôi dưỡng, làm ra tiền của mà không cung cấp cho cha mẹ, chỉ đi khắp nơi tìm kiếm gái đẹp, đem tiền của để rước phụ nữ hoặc khi xuất Phật để tế quỷ thần, tụ họp uống rượu ca hát mua vui, rồi tìm mọi cách gọi nhau đưa đến gian tình,
Đến khi được vợ thì vui mừng vô cùng. Trói thân trong dâm dục mà không hiểu sự vui này chỉ trong hiện tại. Không biết đường ác xứ quán, địa ngục thì đau khổ. Một bên đáng cười, một bên đáng sợ. Thế như chó cuồng, không biết phải trái. Đây là điều ác thứ tư. Đức Phật dạy, người nam có bốn điều ác này, tức đọa trong ba đường ác, phải xét kỹ để tránh xa hầu thoát sự khổ. Rồi Đức Phật là nói những điều số ác của người nữ và nói cả rằng đã bị dục sai khiến, buông lung không thể an, tập làm điều phi pháp, lấy gì làm người hiền, bốn là việc súc sanh, do dục rước tai họa, như trụng ở chốn dơ, không biết là khổ nạn, ở mãi trong túi tâm, không biết hướng đông tây, bị dâm dục trói buộc, số ác cũng như vậy. Dâm dục không thấy đạo, đêm ngày gieo tội căn, vua tôi cư xử nhau, không phân biệt trên dưới, pháp luật bị tán loạn, trái pháp thì mê mờ, nhà nông bỏ cày ruộng, người buôn vì vật báu. Hiện tại bị lao ngục, chết đọa ngục Thái Sơn, sẽ chịu muôn sự khổ, đau xót không thể nói, nước đồng xoa rớt miệng, núi đao cắt vào thân, hạng này có vô số, không thể trình bày hết. Thường ở ba đường ác, quay vòng như bánh xe, nếu hiện đời có Đức Phật, cũng không được nghe pháp. Người nữ là xấu xa, thật khó kết nhân duyên, trói mình vào ân ái, lại đi vào tội lỗi. Người nữ có gì đẹp, chỉ là túi đựng phân, sao không xét thật kỹ, đó chính là cuồng say, bên trong là hôi thối, bên ngoài tô son phấn, nhà có một gầm gỗ, nguy hiểm như rắn rồng, như mũi nhọn trong túi, gấm lụa bọc mũi nhọn, người ngu thấy đẹp đẽ, vui đùa rước tai họa, người trí hiểu nên bỏ, kẻ si chỗ tử nạn, dâm dục cũng như vậy, ưa thích tự hại thân, thấy đẹp phải nhàm chán, có vui cũng vô thường, lời hay là dao chém, nụ cười là gai đâm, bên trong là dơ bẩn, bên ngoài thoa hương thơm, người si tham mùi vị, không biết chịu tai ương, thế như thuốc cực độc, hòa với nước ngon ngọt, người không biết bưng lấy, uống vào đều ngã lăn, cũng như củi gặp lửa, như cây cỏ gặp xương, nhìn ngoài không biết trong, trái phải chưa rõ ràng. Sắc dục là độc hại, khiến người nam tổn thương, đoạn dục để cầu đạo, nếu có tâm dâm dục, hình thái rất dễ thấy, người si không đoạn dục, lối dục gian khắp nơi, vì thế mà bỏ đạo. Có người vốn thanh tịnh như cái ở vực sâu, người trí tự hiểu biết, sa vào khó bước ra. Lưỡi dục họa rất lớn, trói buộc rất kiên cố, đem thân vào cái gốc thật khó mà thoát ra. Thế như khỉ vượn đói, vẫn thấy quả ngọt ngon, chuyên tâm vào sắc dục, hàng này sẽ đọa lạc. Cũng như cá nuốt câu, thiêu thân bay vào lửa. Người ngô thấy hoan hỷ, không nghĩ sao chịu hòa. Đức Phật thuyết kinh xong, dư điền rất hoan hỷ rồi làm lễ sắc đất mà bạch Đức Phật rằng, từ lúc sanh ra đến nay con chưa nghe những điều xấu ác của người nữ nên mới như vậy. Người nam buông lung chạy theo sắc dục nên rơi vào tội lỗi, vì không biết nên không ngăn ngừa tâm ý, từ nay về sau con sẽ tự sám hối, quy tam bảo, không dám tái phạm. Nói xong vua lễ Đức Phật, hoan hỷ mà lui ra. Phật thuyết Bưu Điền Vân Kinh.